Thưa quý vị khán giả thân mến, có vẻ như thời gian vừa qua là khoảng thời gian mà Tiêu Chiến rất bận rộn với các vụ kiện tụng. Không chỉ quyết liệt trong việc đưa những tài khoản anti-fan ra tòa, anh còn tích cực đòi lại quyền lợi chính đáng cho bản thân. Từ khoảng tháng 3 năm 2022 đến nay, phòng làm việc của Tiêu Chiến đã ủy thác cho luật sư khởi kiện khá nhiều bị đơn xâm phạm quyền lợi của anh. Ứng dụng Thiên Nhãn Tra mới đây hiển thị vụ kiện mới nhất của Tiêu Chiến. Ứng dụng này cho thấy Tiêu Chiến đã kiện một cửa hàng trực tuyến vì đã sử dụng hình ảnh của anh ấy mà không được phép. Người ta đã điều tra ra rằng cửa hàng trực tuyến này trong quá trình kinh doanh thương mại điện tử đã sử dụng tổng cộng 22 bức ảnh của Tiêu Chiến mà không được phép. Cửa hàng trực tuyến này sử dụng hình ảnh của Tiêu Chiến để tăng mức độ tương tác và doanh thu cho sản phẩm bán hàng trực tuyến của họ một cách bất hợp pháp. Giữa Tiêu Chiến và cửa hàng này không có bất cứ quan hệ hợp tác nào. Tiêu Chiến và cửa hàng này không có mối quan hệ chứng thực quảng cáo thương hiệu, nguyên đơn cũng không cho phép hay ủy quyền cho bị đơn sử dụng tên và hình ảnh của mình. Cửa hàng trực tuyến này không chỉ sử dụng rộng rãi tên và hình ảnh của Tiêu Chiến trên trang chủ, mà còn trong trang chi tiết của sản phẩm. Cửa hàng trực tuyến này thậm chí còn chỉnh sửa ác ý để người tiêu dùng hiểu nhầm rằng Tiêu Chiến thực sự đã chụp ảnh quảng bá cho họ. Tòa án xác định đây là hành vi cố ý trục lợi, là hành vi nghiêm trọng hướng đến lợi nhuận và xâm phạm quyền lợi của nguyên đơn. Tòa án phán quyết rằng trong vòng 10 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn phải đăng lời xin lỗi trên trang chủ của cửa hàng này trên nền tảng Chimo. Nếu không, anh ta sẽ phải làm điều đó thông qua báo chí hoặc trang web của tòa án mạng Bắc Kinh. Nội dung xin lỗi phải bao gồm số hồ sơ của bản án trong trường hợp này và hành vi xâm phạm cụ thể đối với quyền chân dung của nguyên đơn, sao cho diện tích của tấm bảng không được nhỏ hơn 60mm x 90cm. Thời gian đăng bài xin lỗi không được dưới 90 ngày. Bên cạnh đó, bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền là 12.000 nhân dân tệ và chi phí bảo vệ quyền lợi hợp lý là 233 tệ cùng các chi phí kiện tụng khác. Tổng số tiền cuối cùng mà bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn là 25.500 nhân dân tệ và 233 nhân dân tệ chi phí bảo vệ quyền lợi. Trong vòng 10 ngày, nếu bị đơn không hoàn thành nghĩa vụ của mình, số tiền lãi nợ trong thời gian này sẽ được tính gấp đôi. Vâng thưa quý vị, việc lạm dụng hình ảnh người nổi tiếng để bán hàng trực tuyến diễn ra rất nhiều trên các nền tảng công cộng. Bạn chỉ cần truy cập vào một số trang bán hàng như Taobao, Chimo hoặc Shopee, Lazada. Tại đó có rất nhiều sản phẩm hàng hóa như quần áo, giày kép, kính mắt được công khai giao bán kèm theo hình ảnh của nghệ sĩ. Hàng nhái thương hiệu, nhái hình ảnh, cố tình gây sự hiểu nhầm là sản phẩm đang được nghệ sĩ nổi tiếng đại diện. Việc làm này sẽ giúp nâng cao doanh số bán hàng và tương tác cho các cửa hàng trực tuyến. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là hành vi phạm pháp. Mọi hình thức sử dụng hình ảnh của người khác để tuyên truyền, giao bán sản phẩm mà không được ủy quyền đều là vi phạm pháp luật. Với khả năng tiêu thụ hàng hóa đứng đầu ngành, Tiêu Chiến được rất nhiều nhãn hàng săn đón. Mục đích của các cửa hàng trực tuyến hướng tới cũng chính là lợi nhuận. Bởi vậy, hình ảnh của Tiêu Chiến bị lạm dụng trực tuyến ngày càng tỷ lệ thuận với độ nổi tiếng của anh. Có lẽ đây chỉ là một trong khá nhiều cửa hàng đang vi phạm. Hy vọng với sự quyết liệt từ phía Tiêu Chiến sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ khác. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.